Anh chị, quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng cân với mẫu xe này, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau. Dạ vâng, đoàn nghề ô tô Cũ Hải Phòng xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em tổng hợp lên sóng cho quý vị và các bạn xem và tham khảo 7 mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng bên em. Giá tiền chỉ từ 100 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng quay đầu. Vậy thì anh chị, quý vị và các bạn nào đã cần tìm cái mẫu xe mua về tập đi tập lái che mưa che nắng, hãy cứ đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Chiếc Daewoo Gentra, xe tư nhân chính chủ biển Thái Bình, bản sedan hai đầu, đời 2010, giá tiền chỉ nhô 100 triệu đồng thôi. Vâng, hơn 100 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gentra đời 2010, mang phiên bản số sàn máy 1.5, đi được cả nhà mà giá tiền chỉ bằng một chiếc xe máy thôi. Vậy thì anh chị, quý vị và các bạn nào mà cần tìm cái mẫu xe mua về che mưa che nắng, tập đi tập lái, alo cho em các bác nhé. Sơn xi màu đen 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi các bác này. Đấy, 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi các bác nhé. Đấy, rất là rộng rãi cho anh chị, quý vị và các bạn. Đấy, chỉ bằng một chiếc xe máy thôi. Đấy, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, đời thì 2010. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning các bác nhé. Kia Morning là một mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu, dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt này. Đấy, mẫu xe Kia Morning, vâng, thương hiệu Hàn Quốc. Con này thì xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng các bác nhé. Đấy, xe gia đình sử dụng này, đeo biển kiểm soát 17 Thái Bình quê lúa các bác nhé. Đấy, con này thì để cho anh em là hơn trăm thôi. Đấy, 150 mấy thôi các bác nhá. Đấy, 150 mấy triệu đồng. Đấy, các bác đã sở một mẫu xe gia đình 5 chỗ ngồi. Đấy, 5 chỗ ngồi mà chỉ có hơn trăm thôi. Vậy thì anh chị, quý vị và các bạn đang cần tìm cái mẫu xe mua về che mưa che nắng, alo cho em. Kia Morning đời 2016 đây, đeo biển kiểm soát Bắc Linh quê hương Quan Họ. Đấy, 99A, biển to nhất ở Việt Nam mình luôn các bác nhá. Đấy, con này thì cũng hơn trăm thôi. Đấy, 160 mấy thôi các bác nhá. Đấy, 160 mấy triệu đồng. Đấy, bao hồ sơ cho anh em, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác. Đấy. Đấy, các bác xem này. Đấy, rất là đẹp luôn, bao luôn cả vận chuyển cho các bác nhá. Đấy, bao hồ sơ. Đấy, con này thì đời 2016 đây, con này thì cũng có qua tí dịch vụ rồi các bác nhá. Đấy, dịch vụ thương quyền rồi. Đấy, giá chỉ có hơn trăm thôi. Đấy, hơn trăm triệu đồng các bác đã sở một mẫu xe che mưa che nắng này. Con này thì nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc này. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, sơn xi thì màu vàng vàng mít các bác nhá. Đấy, sơn xi màu vàng mít này, la răng đúc 4 bánh này. Đấy, một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, vâng, nhập khẩu nguyên chiếc, vâng. Đấy, có cả màn hình Android, túi khí cũng như ABS, ghế da màu đen. Đấy, con này thì để cho anh em hơn trăm tí thôi. Đấy, hơn trăm tí thôi các bác nhá. Đấy, hơn trăm một tí tị thôi, anh em đã sở một mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên con. Đấy, con này thì đã được có cả màn hình cam nồi đầy đủ, trang bị cảm biến nồi, cảm biến va chạm OK luôn. Đấy, con này thì để cho anh em là 145 triệu đồng, giá trên còn bớt có lộc lá cho anh em. Mẫu xe Kia Rio các bác đây, Kia Rio sản xuất 2012, số tự động, động cơ của nó là 1.4. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc về, một em gái đến từ nước Hàn. Đấy, la răng đúc này. Đấy, là đằng đúc rất đẹp luôn các bác nhá. Nội thất này, ghế da xịn luôn, ghế da xịn các bác nhá, cửa lẻo rất là chắc chắn luôn. Mà giá tiền con này thì để cho anh em là hơn 200, chưa đến 300 triệu đồng các bác nhá. Đấy, chưa đến 300 triệu đồng, có cả cửa sổ trời luôn. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, rất là rộng rãi luôn các bác nhá. Đấy, 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi luôn, nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, một mẫu xe Kia Rio nhập khẩu thì tôn vỏ rất là dày. Đấy, cửa tiền chưa đến 200 triệu đồng. Đấy, Innova, xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, đời 2007, bản G. Đấy, chưa đến 200 triệu đồng các bác nhá. Đấy, chưa đến 200 triệu đồng, anh chị, quý vị và các bạn đã sở một mẫu xe mua về khởi nghiệp kiếm tiền thì rất là ok. La răng đúc, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Đăng kiểm thì rất là dài luôn các bác nhá. Nội thất tươi rồi nói này. Đấy, nội thất tươi rồi nói luôn. Đấy, 7 chỗ ngồi, 8 chỗ ngồi mà giá tiền chỉ hơn trăm thôi. Đấy, trên dưới chưa đến 200 triệu đồng. Đấy, trên 100 mà chưa đến 200 triệu đồng, anh em đã sở hữu một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình. Bác nào có cửa tiền cao hơn một chút thì đây em có một mẫu xe Innova. Con này thì đời 2016, bản V số tự động, máy 2.0,
xe tư nhân chính chủ biển Thái Bình quê lúa này. Đấy, con này thì phải nói là rất là đẹp luôn, 2016 số tự động các bác nhá. Nội thất ghế da con này thì ghế da mới bọc lại mới tinh rồi. Đấy, ghế da này, đấy, túi khí cũng như là bét này. Đấy, màn hình Android này, trần nỉ này, hai dàn điều hòa độc lập với một dàn điều hòa là trước là ba dàn. Con này thì để cho anh em loanh quanh hơn 400 triệu đồng các bác nhá. Đấy, hơn 400 triệu đồng anh chị quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Innova bản V số tự động máy 2.0. Dạ vâng, vừa rồi thì Đoàn Nghị ô tô cũ Hải Phòng em vừa tổng hợp lên sóng báo giá 7 mẫu xe vừa mới có bến cửa hàng. Giá tiền chỉ từ 100 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng quay đầu. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng bên em, hãy cứ nhắc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau. Dạ vâng, Đoàn Nghị ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại tổng hợp lên sóng một dàn xe bản hatchback một đầu xanh đỏ tím vàng trắng nâu đen đầy đủ. Giá tiền chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến 200 triệu đồng quay đầu. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe bản hatchback một đầu, bản sedan hai đầu, hàng nhập hàng Việt, số sàn số tự động hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng.